Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Phật Ngân Gia Đình Việt Nam. Hôm nay Huyền dắt mọi người cùng đi ăn lẩu Thái nha. Hôm nay bên nhà Huyền cúp điện mọi người ơi, nên là Huyền bắt buộc phải đi ra ngoài ăn nè. Huyền đói quá mọi người ạ. Đi chở hàng về Huyền đói rung luôn. Giờ hiện tại giờ cũng là 2 giờ chiều rồi. Huyền mới đi ăn sáng. Ở bên mọi người hôm nay có mưa không? Bên Huyền hôm nay từ mưa từ sáng tới chiều luôn. Tới giờ mà hả còn hả lắc tách mọi người có nghe không ạ? Rồi. Lẩu của Huyền cũng bắt đầu sôi rồi. Huyền cho cá vô nha mọi người. Cho đồ nêm vô, cho tôm vô luôn nha. Mực vô luôn. Thịt bò Huyền muốn ăn tái á, nên là Huyền không có cho vô nha mọi người. Mình sẽ đậy nắp lại. Trong thời gian chờ cái nồi lẩu của Huyền á thì ngồi Huyền nói chuyện với mọi người xíu nha. Hôm nay cái quán này Huyền đi nè, nó máy bay nó đi qua đi lại nãy giờ hơi nhiều, có gì cô chú anh chị thông cảm giúp Huyền. Rồi Huyền sẽ lấy nó sôi rồi Huyền cho ra, đẻ ra Huyền, nhưng mà họ lại lợi dụng chính cháu của họ, con của họ để lấy những cái đồng tiền của những người khác. Bản thân Huyền Huyền sợ những cái kiểu hành động đó. Huyền chưa bao giờ đồng tình với điều đó. Huyền lúc mà Huyền đẻ con Huyền là được, Huyền bắt đầu đi lại được là lúc là 3 tháng. Đẻ con Huyền được 2 tháng là mới được 1 tuần thôi là Huyền đã bị đuổi ra khỏi nhà nữa rồi. Mà cái lúc thời điểm đó Huyền đòi mang con Huyền đi á thì á hả bố mẹ Huyền không cho. Nói là mày đi đâu mày đi chứ mày không có được tha con mày đi đâu hết trơn á. Mà bố Huyền lúc đó thì đuổi Huyền đi, nói á, là hả mày á đứa chữa con hoang, mày đi ra khỏi nhà tao. Mà cũng cũng may thời điểm đó là Huyền á, bản thân Huyền lúc thời điểm đó cũng có bạn bè, những cái người mà hả bên cạnh Huyền cái thời mà mọi người á hả lúc ba Huyền bỏ Huyền á hả đuổi Huyền ra khỏi nhà là Huyền có đi làm ở bên quán nhậu đó, mọi người ở bên đó thương Huyền lắm. Rồi thôi để Huyền ăn miếng bún đi rồi Huyền kể tiếp cho mọi người nghe nha. Quá sôi rồi thì sẽ cho nước cho nha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ ăn nồi lẩu này trước đi rồi chúng ta kể chuyện tiếp. Có mời cô chú anh chị ạ. Nước lẩu ở đây chua chua ngọt ngọt. Ngon lắm mọi người. Hơi cay cay. Đầu tiên Huyền sẽ ăn bò viên trước nha. Mời cô chú anh chị. À, nóng quá mọi người ơi. À, bò viên ở đây á, dai dai, giòn giòn, ngon lắm mọi người. Bò viên ở tiệm quán này ngon nè. Ừ.
Không muốn thì giòn giòn sụt. Hôm nay trời mưa, ăn lẩu nó bá cháy luôn mọi người ơi. Hôm nay Huyền tới được cái quán này, đồng quê, gợi nhớ lại ký ức. Hôm nay thấy Mương, Huyền sẽ kể câu chuyện cho mọi người nghe về chuyện tuổi thơ của Huyền. Ngày xưa lúc mà Huyền mới đi vào ở Bắc vào Nam á, lúc đó hả, bố Huyền còn tiền, bố Huyền đối xử với Huyền tệ lắm. Bố Huyền lúc đó là mới vô á, bố Huyền gửi tiền các bác Huyền ở lâu lâu lên lấy. Bắt đầu cứ mỗi lần mà lên lấy á, có tiền về á, là bố Huyền á hả bỏ đi theo gái, rồi bỏ mẹ con Huyền ở nhà vậy đó. Rồi á hả, lúc thời điểm mà Huyền đi đi lên á hả, Huyền được được đăng ký học ở trường, trường đó là trường gì Huyền quên tên rồi, ở trên Bình Thạnh hồi đó là trường gì Huyền quên tên mất tiêu rồi. Mà ở Bình Thạnh đó, trường đó là trường học bán trú, ở lại hả nguyên một tuần luôn, rồi chỉ có hả về trường cái gì Minh Chí, ờ đúng rồi, trường Minh Chí, trường tiểu học Minh Chí ở Bình Thạnh, đường Nơ Chân Long á mọi người. Hồi đó hả cứ mỗi lần mà thứ hai thì Huyền sẽ được về nhà, đâu thứ bảy Huyền sẽ được về nhà, và thứ hai là Huyền sẽ đi học lại. Cứ mỗi lần mà Huyền về đưa đưa rước Huyền á, thì là sẽ có một bác xe ôm đưa rước Huyền đi học về. Mà hả thời điểm đó cứ mỗi lần mà lên trên bác Huyền lấy tiền về là bố Huyền sẽ đi chơi gái. Có lẽ cái điều này là điều mọi người đàn ông nếu như khi có tiền là sẽ thay đổi, chứ không riêng gì bố Huyền. Đó là một phần á, tại sao Huyền rất sợ lấy chồng. Huyền ngay từ còn lúc còn nhỏ, Huyền đã định kiến bản thân Huyền luôn. Nếu như lấy chồng để mà rồi giống mẹ Huyền, để chịu khổ giống mẹ Huyền, thì Huyền thà không lấy chồng, thà Huyền ở vậy. Lúc hồi nhỏ Huyền chỉ suy nghĩ vậy đó. Huyền là sẽ nghĩ là Huyền không lấy chồng, Huyền muốn có một đứa con cho bản thân Huyền. Chứ mà Huyền không có ý định là sẽ lấy chồng. Bố Huyền đi chơi gái, đi chơi gái hết tiền thì bắt đầu quay về với mẹ Huyền. Lúc đó Huyền còn nhỏ chứ mà Huyền biết, Huyền nhận thức được nha mọi người. Bác ruột Huyền khi đó cũng ở cạnh bên á, nói là nói với mẹ Huyền á, Huyền ơi, thằng Hùng nó đi cặp kè với con nhỏ ngoài đó đó, mày không ra mày bắt nó về. Mẹ Huyền mới nói bắt gì giờ, khi người ta đã muốn đi rồi bắt về vậy tao không đi nữa à. Rồi á, sau này bắt đầu khi mua được cái nhà hiện tại bây giờ ở Thủ Đức thì bắt đầu á là hả bố Huyền cũng lâu lâu đi lên tí tiền về vậy đó. Rồi á mẹ Huyền thì đi làm công nhân công ty mật. Huyền thì Huyền bản thân Huyền Huyền ở nhà Huyền cứ đi học. Huyền thì bản thân Huyền là Huyền bị đi học trễ 2 năm. Huyền đi học bữa đó thì hả bố Huyền cũng ở nhà nhậu chung quanh với mọi người á. Thời điểm đó chưa có việc làm, bố Huyền ở nhà không à, cũng có tiền mà nên ta đâu chịu đi làm. Rồi á anh em chú bác anh em hả hàng xóm xung quanh á bắt đầu nhậu nhẹt xỉn, bắt đầu đi về. Thì lúc thời điểm đó là Huyền đang ăn cơm, Huyền nhớ mãi cái bữa đó, Huyền đang ăn cơm. Lúc đó là Huyền đang học lớp 5, Huyền đang ăn chén cơm vậy nè. Bố Huyền về nhậu xỉn ngà ngà đi về, thấy Huyền đang ăn vậy đó, mày đang làm cái gì đó, nói con đang ăn cơm chứ làm gì, cơm nó sắp tới giờ học rồi. Thời điểm mà Huyền học đó là học 2 buổi, đi buổi sáng đi học là buổi trưa về 12 11:45 là về tới nhà, rồi á 1 giờ là sẽ vô học nữa. Là Huyền đang ăn cơm, Huyền cầm cái chén cơm này nè ném ra ngoài mương,
Cái mương nó cũng giống như vậy nè mọi người. Ném ra ngoài mương. Ăn gì mà ăn? Mày ăn tối ngày à? Không làm gì được ra tiền hết chứ mà ăn tối ngày. Cái Huyền cũng không nói gì, Huyền đi vô. Huyền họ thay đồ, Huyền đi học. Cái bắt đầu bố Huyền thấy Huyền đi ngang qua, đi vô thay đồ. Cái bố Huyền nắm cái đầu Huyền vậy nè, nắm cái đầu sờ 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 đi ra ngoài đằng đằng ngoài mương. Huyền nhúng cái đầu Huyền xuống cái mương vậy nè, nhúng mà không phải nhúng một hai lần đâu mọi người, nhúng ba bốn lần. Mọi người xung quanh thật sự thấy ổng vậy cũng không ai dám ca, chỉ hở đứng nhìn vậy đó. Xong rồi cái đi vô thì ở bên cạnh nhà Huyền á, có cái cô đó, cổ thương Huyền lắm. Cổ đó cổ la làng lên, cổ nói ông Hùng ơi ông giết nó hả, ông thả nó ra đi, có gì từ từ giải nó, nói nó gì đâu mà ông làm như vậy với nó. Cái đầu ổng không nói không rằng, ổng đi vô cái ổng khóa cửa lại, ổng nhốt, ổng để Huyền ở ngoài đường vậy. Tao đuổi nó đi luôn rồi, ổng nói với mọi người xuống, tao đuổi nó đi luôn rồi. Cái đập cửa lại, cái Huyền ngồi á, Huyền còn nhỏ chứ mà Huyền hồi đó Huyền lì lắm, bị quýnh nhất làm như lì sao á. Huyền ngồi Huyền im, Huyền không nói không năng vậy á. Lúc đó Huyền mới có 11 tuổi thôi, nhưng mà Huyền đã nhận thức ra được một điều. Cái lúc thời điểm Huyền nhận thức ra được một điều, nếu như mình không cố gắng học, nếu như mình không cố gắng sớm kiếm tiền thì á mình sẽ chết. Mình sẽ chết trong chính cái ngôi nhà của mình. Người ta vẫn thường nói á, ngôi nhà là nơi để đi về. Nhưng với Huyền á, em xin lỗi mọi người nha, vì nhắc lại những chuyện quá khứ nó mãi Huyền nó chào ra. Nhà không phải là nơi để Huyền về. Mọi người à, dù đó là cha mẹ ruột Huyền đó, nó không phải là nơi để Huyền về. Đó chỉ là một cái nơi gì đó để Huyền phải có trách nhiệm, Huyền phải lo thôi. Chúng ta ăn lẩu tiếp nha. Kể tiếp câu chuyện của Huyền là mọi người. Sẽ có cô chú anh chị sẽ hỏi á, lúc trước sống ở trong nhà như vậy tại sao á không á hả, đi lên đi qua nhà cô dì chú bác ở đi, thì sợ phiền mọi người lắm mọi người ơi. Huyền rất sợ, lúc đó Huyền sợ phiền cô dì chú bác lắm. Huyền có cái gì á Huyền im vậy đó. Trong nhà Huyền có cô Liên, cô thương Huyền lắm. Lâu lâu á cái cô xuống cô chở Huyền về trển ở với cô, chứ mà lên á đôi lúc cô cũng hỏi ừ bố mẹ mày như thế nào, Huyền cũng giấu đi luôn. Huyền nói đâu có gì đâu, cũng bình thường à. Mà cô chắc chắn cô cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được là cái cảnh là người đẻ ra Huyền. Đó có thể đối xử với Huyền đến mức tận ngày hôm nay. Rồi á, khi mà bắt đầu á Huyền lớn lớn lên được một chút,
có đưa Huyền đi qua bên nhà bác Dung, cái người hiện tại bây giờ đang đang ở đang nuôi con Huyền á. Thì á hả, Huyền ở bến được một thời gian rồi cũng bắt Huyền về. Khi Huyền đi về lại thì là bắt đầu những chuỗi ngày hành hạ. Huyền có con rồi thì ngồi thì suy nghĩ nè, sao ngày xưa bố Huyền có thể đối xử với Huyền như vậy. Nếu cô vậy chú bác á, mọi người trong nhà, nếu có coi được cái video này chắc cũng sẽ hiểu lý do tại sao Huyền thành ra như ngày hôm nay. Mọi người á chỉ nhìn thấy được những cái sự hư hỏng của Huyền, nhưng chưa bao giờ ai biết được á Huyền bị ép tới mức nào. Người ta luôn nói á, cha mẹ là nơi bảo vệ con cái nhất, như bản thân Huyền, Huyền là mẹ cũng vậy nữa. Huyền luôn cố gắng gồng bản thân Huyền lên, làm hết tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ con Huyền, nhưng mà bố mẹ Huyền thì không. Bố mẹ Huyền á sinh con ra nhưng chưa bao giờ có ý định là sẽ dạy con hay nuôi con như thế nào. Bố mẹ Huyền á lúc đầu đẻ con ra Huyền không biết là để làm gì nữa, tới khi Huyền lớn lớn được chút xíu, mẹ Huyền á thì suy nghĩ là con đẻ ra lớn là để cái nguồn thu nhập. Còn bố Huyền thì Huyền không biết, Huyền không thể hiểu nổi người đàn ông đó. Người đàn ông đẻ cả Huyền thì không thể hiểu nổi. Nhiên hôm nay lên kể cho mọi người nghe lại chuyện quá khứ. Thôi chúng ta ăn nha mọi người, không kể nữa. Nhiều cô chú anh chị sẽ hỏi Huyền là Huyền ơi, tất cả những gì ba mẹ Huyền đối xử với Huyền á là do bản thân Huyền, Huyền có con, Huyền làm nhơ nhút cái gia đình nên là ba mẹ Huyền mới đối xử với Huyền như vậy. Không có đâu mọi người, nếu không, nếu Huyền không có con á, bản thân Huyền ngày hôm nay còn tàn tệ hơn. Huyền sẽ không có một người nào ở bên cạnh Huyền hết á. Huyền không biết là do bản thân Huyền không tốt hay là do kiếp trước Huyền làm gì ác dữ lắm, hoặc có lẽ là do mặt mũi Huyền không được thiện cảm nên mới như từ yêu đương cho đến gia đình. Yêu đương á thì Huyền luôn cố gắng hết lòng hết dạ vì người ta, ngay từ lúc bắt đầu thích, biết thích một người nào đó là Huyền đã hết lòng hết dạ vì người ta. Nhưng mà người ta thì từ người đầu tiên cho tới tất cả những người sau này, sau bao những cuộc chia tay thì dường như người ta chỉ đến với Huyền vì một cái lợi ích gì đó. Lúc đầu thì người ta có thể là từng thật lòng, Huyền
tự nhủ vậy thôi nha, chứ Huyền biết là không thật đâu, nhưng mình cũng cũng nói là từng thật lòng với Huyền. Nhưng rồi sau này cũng lộ bản chất hết, nên Huyền sợ tình yêu lắm mọi người ạ. Sợ từ người đẻ ra mình, sợ cho tới những người đến với mình, Huyền sợ lắm. Vì chả ai thật lòng với Huyền cả, chỉ có bé cuốn là người Huyền đẻ ra Huyền mới dám tin thôi. Nhưng Huyền cũng không chắc chắn được là sau này nó có phản bội Huyền hay không. Sôi sôi lại một xíu, mình ăn tới tới nồi lẩu nha mọi người. Nó sôi sôi lại một chút. Lại mưa nữa rồi mọi người ơi. Cái này á, chủ yếu á là Huyền muốn chia sẻ với mọi người. Thứ nhất về cuộc sống gia đình, về của Việt Nam mình. Thứ hai, Huyền muốn kể cho mọi người nghe về cuộc sống công nhân thôi. Còn những cái câu chuyện của gia đình Huyền á, Huyền kể chỉ là thêm thắt vô cho vui thôi, để cho mọi người hiểu hơn về Huyền thôi, chứ không phải là Huyền vạch áo cho người xem lưng đâu nha. Hay là Huyền lấy lòng thương hại gì của mọi người đâu. Có lẽ cuộc sống đó, ai cũng có cái khổ riêng. Những cái khổ của Huyền á có lẽ cũng sẽ không bằng những cái gì á mà của các bạn khác ở ngoài kia đâu. Thì luôn như tự nhủ với mình vậy đó, mình chắc cũng còn may mắn lắm, may mắn hơn nhiều người, nên mình cố sống vượt qua. Huyền không được, cha mẹ Huyền thương yêu không được may mắn như người ta, nhưng bù lại Huyền được cô dì chú bác Huyền, những người anh em của cha Huyền, của mẹ Huyền rất là thương Huyền nha mọi người. Thì với một đứa trẻ mới khi đó mới 9-10 tuổi biết gì đâu mọi người, có nói cũng làm gì dám nói cha mẹ mình mà. Bây giờ cuộc sống của Huyền cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Huyền cũng đã lớn. Cũng đã thoải mái hơn rồi. Có anh chị cô chú hỏi Huyền là cái thời điểm đó Huyền bị tới mức như vậy mà sao các cơ quan công an đó không biết đến hả? Họ biết đó mọi người, họ biết hết á. Nhưng mà tại vì chuyện xảy ra như cơm bữa vậy, nên họ không không thèm để ý tới, họ mặc kệ. Nên là thôi cũng cuối video rồi, Huyền video của Huyền nay cũng đã kết thúc rồi. Nếu cô chú anh chị có yêu thương Huyền, cho Huyền xin một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ. Huyền xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào video vào ngày mai. Bye bye, xin tạm biệt.